Hi, xin chào các bạn, mình là Tròn. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục lên cái series về những cái dòng cá độc lạ, đột biến ở bên nhà mình ha. Thì hiện tại trong clip các bạn đang thấy là một em cá thành cát tư hãng. Thành cát tư hãng nó có một cái tên gọi khác là cá dầu cờ. Nó khác hoàn toàn so với cái dòng cá cha của mình. Nó khác với cái con cá cha mà từ 2 ngày hôm nay mình đăng lên clip ha. Thì con thành cát tư hãng, cái thứ nhất là nó rất là dữ. Nó có thể ăn những con cá gần bằng như nó luôn, rất là dữ ha. Và đặc biệt một cái đặc điểm ưu thế mà để có thể nhận biết được con thành cát tư hãng, có nghĩa là cái vây lưng cũng giống như cái vây bụng của nó rất là dài và nhọn. Nó khác xa hoàn toàn so với cái dòng cá cha, nó khác với dòng cá cha bình thường ha các bạn. Các bạn có thể để ý được là cái vây bụng cũng giống như cái vây lưng nó rất là nhọn. Và đây là cái clip em nó ở trong hồ kiến nhà mình ha. Đó, các bạn có thể nhìn thấy được là hầu như là trong đây nó sẽ có hai dòng cá là dòng thành cát tư hãng và dòng cá cha. Tất cả đều là cái dòng cá short body đặc biệt ở bên mình mà mình có thể sưu tập được từ đó đến giờ. Và em này hiện tại thì rất là to. Và em này thì mình đã chuyển nhượng cho một anh ở Hà Nội rồi ha. Không biết hiện tại bây giờ nó to hơn bao nhiêu nữa. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo.